Có 5 chức năng chính của đại tràng mà có thể bạn chưa biết. Đặc biệt chức năng thứ 5 là cái mà bạn cần quan tâm nhất. Chức năng thứ nhất đó là tạo ra các vitamin. Phần đầu của đại tràng có rất nhiều vi khuẩn có lợi hoạt động, tạo ra các vitamin như là vitamin K, vitamin B12. Chức năng thứ hai đó là tiết dịch ở trong đại tràng, tiết dịch kiềm để tiêu hóa thức ăn dư thừa. Ngoài ra nó còn tiết một lượng kiềm để bảo vệ niêm mạc và làm mềm phân. Cho nên ngày nay rất là nhiều người uống được kiềm để bảo vệ dạ dày và đại tràng của mình. Chức năng thứ ba đó là hấp thụ nước và chất dinh dưỡng. Đại tràng hấp thụ nước từ ruột non để đưa vào thận. Ngoài ra nó còn hấp thụ khoáng chất và những nguyên tố khác. Chức năng thứ tư đó là bài tiết chất nhầy. Khi thức ăn đưa vào trong đại tràng, chạm vào các tế bào ở niêm mạc, tạo ra các phản xạ để chất nhầy được tiết ra, bảo vệ đại tràng không bị trầy xước và hạn chế những tác hại do vi khuẩn gây ra và giúp cho phân được kết chín hơn. Chức năng cuối cùng đó là co bóp và nhu động để bài tiết phân qua trực tràng, chỗ tiếp giáp với hormone. Nếu như đại tràng co bóp chậm thì thức ăn di chuyển chậm, lượng nước mà đại tràng hấp thụ sẽ nhiều và phân sẽ khô và cứng lại. Hiện tượng táo bón sẽ bắt đầu từ đây. Và ngược lại, đại tràng co bóp nhanh thì thức ăn sẽ di chuyển nhanh, lượng nước mà đại tràng hấp thụ sẽ ít lại, gây ra hiện tượng phân lỏng, phân sóng và bệnh tiêu chảy sẽ hình thành từ đây. Đại tràng là nơi quan trọng nhất của hệ thống tiêu hóa, các bạn hãy làm sạch và bảo vệ nó để các chức năng của nó được hoạt động tốt các bạn nhé. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy chia sẻ cho người thân và bạn bè của mình cùng biết nhé.